thính giả đang nghe podcast của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Rất vui mừng chào đón các bạn đã đến với podcast Chiếc hộp sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Và tôi là phóng viên Bích Hà, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong podcast Chiếc hộp sức khỏe số đầu tiên này. Với thông điệp mỗi câu chuyện là một chủ đề về sức khỏe, podcast Chiếc hộp sức khỏe sẽ giúp các bạn hiểu thêm về những căn bệnh nguy hiểm, qua đó biết cách phòng ngừa cũng như là chữa trị kịp thời để có sức khỏe tốt nhất. Và podcast hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề tăng bạch cầu hải toàn. Đồng hành cùng với chương trình là bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thanh Điểu, giám đốc phòng khám đa khoa quốc tế Việt Mỹ có trụ sở tại 169 Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi. Xin chào phóng viên Bích Hà của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Xin chào quý vị thính giả của chương trình Chiếc hộp sức khỏe. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thanh Điểu, rất vui đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chiếc hộp sức khỏe. Và trước khi chúng ta cùng trò chuyện với bác sĩ Điểu thì mời các bạn cùng với chúng tôi khái quát sơ qua về hội chứng tăng bạch cầu hải toàn này. Bạch cầu hải toàn còn có tên gọi khác là bạch cầu ưa axit. Đây là một loại tế bào bạch cầu do tủy xương sản xuất ra. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại ký sinh trùng và phản ứng dị ứng. Tăng bạch cầu hải toàn là một trạng thái bệnh lý, trong đó số lượng bạch cầu hải toàn trong máu tăng cao hơn mức bình thường. Bạch cầu hải toàn là một loại tế bào miễn dịch có chức năng phát hiện và tiêu diệt các tế bào ngoại lai và vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, khi số lượng bạch cầu hải toàn tăng cao quá mức bình thường, nó có thể làm tổn thương các mô và gây ra những triệu chứng khác nhau. Khi bị tăng bạch cầu hải toàn thì có thể cơ thể bạn đang có dấu hiệu cảnh báo bất thường về tình trạng sức khỏe. Tăng bạch cầu hải toàn cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Mới đây thì phòng khám đa khoa quốc tế Việt Mỹ đã điều trị thành công cho một bệnh nhân mắc hội chứng nguy hiểm này. Bác sĩ có thể nói thêm về ca bệnh này. Thì chú này khoảng 60 tuổi, vào một ngày đầu tháng 5 vừa rồi thì chú có đến khám tại phòng khám đa khoa quốc tế Mỹ. Thì qua khai thác bệnh sử thì trước đó một tháng thì chú có xuất hiện những cái triệu chứng như là đau bụng, rồi chán ăn, rồi mệt mỏi, rồi ngứa. Thì chú được một bệnh viện địa phương cho nhập viện với cái chẩn đoán là viêm dạ dày. Tuy nhiên là sau một tháng điều trị thì tình trạng chú không cải thiện, thì chú xin xuất viện và đến khám tại phòng khám Việt Mỹ chúng tôi. Thì qua khai thác bệnh sử, khám lâm sàng và các xét nghiệm thì chúng tôi đến một kết luận là chú này bị một cái chứng hội chứng gọi là tăng bạch cầu hải toàn mức độ nặng, do cái nhiễm cùng lúc nhiều loại ký sinh trùng khác nhau. Cụ thể ở đây là nhiễm giun đũa chó, sán chó, giun lương và giun xoắn. Thì sau khi chẩn đoán được bệnh và xác định chính xác nguyên nhân thì chúng tôi tiến hành điều trị. Thì sau một tuần thì tình trạng chú cải thiện rõ rệt, chú khỏe hơn, ăn uống ngon miệng, và sau một tháng thì gần như là tình trạng sức khỏe chú trở về bình thường, cân nặng trở về mức bình thường và chú hết sốt cũng như là hết đau bụng. Vậy nguyên nhân nào gây tăng bạch cầu hải toàn ạ? Thì thông thường thì tăng bạch cầu hải toàn nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà để tiếp cận dễ dàng cho các bác sĩ thì người ta thường chia làm 3 nhóm. Thứ nhất là tăng bạch cầu hải toàn thứ phát, tức là nguyên nhân tăng bạch cầu hải toàn là do một cái bệnh gây ra, ví dụ như là dị ứng, rồi nhiễm ký sinh trùng, hoặc là nấm, hoặc là bệnh nhân đang sử dụng một số loại thuốc nó có thể gây tăng bạch cầu hải toàn. Nguyên nhân tăng bạch cầu hải toàn thứ hai là nguyên phát, có nghĩa là tự cái tủy xương của chúng ta vì một lý do nó đột biến, ví dụ đột biến gen chẳng hạn, thì nó gây ra cái tình trạng tăng bạch cầu hải toàn một cách bất thường, không kiểm soát được, nó làm cho xét nghiệm tăng bạch cầu hải toàn trong máu lên rất là nhiều. Và một cái nguyên nhân thứ ba là nhóm nguyên nhân là không rõ, tức là sau khi chúng ta đã tìm hết tất cả các nguyên nhân, tìm hết, làm hết tất cả xét nghiệm nhưng mà chúng ta vẫn không thấy một cái bệnh lý nào, một nguyên nhân nào rõ ràng,
thì người ta gọi là tăng bạch cầu ái toan vô căn. Như bác sĩ vừa trao đổi thì có rất nhiều nguyên nhân gây tăng bạch cầu ái toan. Thưa bác sĩ, tăng bạch cầu ái toan thì nó nguy hiểm như thế nào? Tăng bạch cầu ái toan thì nó chia làm nhiều mức độ. Tuy nhiên, nếu như mà tăng bạch cầu ái toan mức độ nặng, có nghĩa là số lượng bạch cầu ái toan xét nghiệm trong máu mà nó tăng lên trên cái mức mà gọi là 5.000 microlit thì nó sẽ gây ra một số biến chứng rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Ví dụ như là viêm cơ tim, hoặc là tràn dịch màng phổi, hoặc là tổn thương hệ thần kinh trung ương, có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, thậm chí là tử vong. Dạ, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái biện pháp phòng ngừa tăng bạch cầu ái toan? Thì như quý vị khán thính giả đã nghe trước đó, tôi đã nói là nguyên nhân gây tăng bạch cầu ái toan thì chúng ta sẽ phòng ngừa theo cái từng nguyên nhân. Ví dụ như nếu mà tăng bạch cầu ái toan này là thứ phát do nhiễm ký sinh trùng, như cái trường hợp của bệnh nhân của chúng tôi đã gặp vừa qua, thì chúng ta có thể phòng ngừa bằng các biện pháp là ăn uống vệ sinh đúng cách, không có ăn mấy cái những cái thực phẩm mà sống mà ô nhiễm không có được xử lý một cách kỹ lưỡng, và chúng ta có thể sử dụng định kỳ để mà phòng ngừa cái nguyên nhân tăng bạch cầu ái toan do nhiễm ký sinh trùng. Đấy. Còn nếu mà tăng bạch cầu ái toan do gọi là nguyên phát từ cái tủy xương của người đó thì cái biện pháp phòng ngừa nó sẽ khó hơn. Chúng ta chỉ có thể phát hiện ra bằng cách là khám sức khỏe định kỳ. Nếu như mà bác sĩ phát hiện ra chúng ta có bất thường về bạch cầu ái toan trong máu thì bác sĩ sẽ đi tìm nguyên nhân để giúp chúng ta phòng bệnh trước khi mà nó biến chứng quá nặng. Thưa bác sĩ, những kỹ thuật y tế nào giúp chẩn đoán tăng bạch cầu ái toan? Với hiện nay y học ngày càng phát triển thì cái biện pháp mà chẩn đoán cái hội chứng tăng bạch cầu ái toan thì đầu tiên là chúng ta làm những cái xét nghiệm gọi là thông thường trước, thường quy, tức là làm một cái công thức máu để coi cái thành phần bạch cầu ái toan trong máu nó ở mức bao nhiêu. Bạch cầu ái toan là một trong năm thành phần bạch cầu trong máu ngoại vi. Ngoài ra còn cái bạch cầu là đa nhân trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono và bạch cầu ái kiềm. Đó, thì đầu tiên là cái xét nghiệm đầu tiên là chúng ta phải làm cái tổng phân tích tế bào máu. Sau đó nếu như mà chúng ta phát hiện ra hội chứng tăng bạch cầu ái toan thì các bác sĩ sẽ cho chúng ta xét nghiệm chuyên sâu hơn tùy theo bác sĩ nghĩ đến nguyên nhân gì. Ví dụ như là làm thêm một số xét nghiệm về chức năng gan, chức năng thận hoặc là dung sán ký sinh trùng. Ngoài ra nếu mà chúng ta đã loại trừ tất cả những nguyên nhân mà thứ phát đó thì có thể làm chuyên sâu hơn, ví dụ như là làm tủy đồ hoặc là làm những xét nghiệm về đột biến gen để chúng ta xác định bệnh nhân này là thuộc cái nhóm nguyên nào, từ đó có một cái định hướng điều trị nó hiệu quả hơn. Với bệnh nhân được điều trị tại phòng khám vừa rồi thì có phải chỉ số tăng bạch cầu ái toan giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác về bệnh của bệnh nhân hay không? Và bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái mức phân loại, mức độ tăng bạch cầu ái toan ạ? Dạ, cảm ơn chị. Thì là như trường hợp của chú này thì đầu tiên là chúng ta tiếp cận từ cái bệnh sử của chú. Với một cái bệnh sử là chú này đã diễn tiến hơn một tháng và đau bụng, rồi chán ăn, mệt mỏi, rồi có ngứa, thì nó gợi ý đến cái nguyên nhân là ký sinh trùng. Và sau khi mà chúng ta nghĩ đến rồi và kết hợp với lại cái công thức máu, tức là tổng phân tích vào máu thì thấy bạch cầu ái toan nó quá cao, thì chúng tôi đã cho chú này làm một số cái xét nghiệm để mà chẩn đoán cái nguyên nhân. Thì rất là may cho chú là chúng ta đã kịp thời phát hiện là cái nguyên nhân như tôi vừa kể ở trên là nhiễm cùng một lúc 4 cái loại dung sán khác nhau. Và cái chú này đặc biệt nữa là cái bạch cầu ái toan tăng với một số lượng rất là cao. Có thể nói là trong cuộc đời làm bác sĩ của tôi là gần 30 năm mà chưa bao giờ gặp một trường hợp mà tăng cao như vậy. Mặc dù là tăng bạch cầu ái toan do nhiễm ký sinh trùng ở tại cái địa phương Quảng Ngãi chúng ta, miền Trung nói chung là cũng rất là nhiều trường hợp như vậy, nhưng mà nó chỉ tầm vài ngàn thôi. Chú này là quá cao, hơn 12.000 thì được xếp loại vào nặng, tức là người ta xếp loại là từ tăng mà dưới 1.500 thì là nhẹ, một từ 1.500 đến dưới 5.000 là trung bình. Chú này là 12.000, tức là trên 5.000 là mức độ nặng, thì mức độ nặng nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Với tình trạng tăng bạch cầu ái toan thì cần thực hiện các cái biện pháp điều trị như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Một trong những cái biện pháp mà điều trị mà để mà giảm thiểu cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân, đe dọa tính mạng bệnh nhân, nếu như mà một trường hợp tăng bạch cầu ái toan quá cao như vậy, đó là ta dùng corticoid.
cầu thủy có thể là cái thuốc lựa chọn đầu tay trong những trường hợp mà tăng mạch cầu ái toan nặng, mà có thể đe dọa tính mạng. Cái liều nếu như mà thông thường mà để chúng tôi mà nhận định cái ca đó là phải cấp cứu, tại vì nó có thể đe dọa tới cái tình trạng ví dụ như viêm cơ tim, có thể là gây biến chứng ngay tức thời tử vong, thì chúng tôi phải dùng liều cao 1 mg/kg, có thể là tiêm tĩnh mạch luôn cho bệnh nhân. Còn nếu mà chúng ta nhận định cái ca này mặc dù tăng mạch cầu ái toan nhưng mà nó chưa đến mức đe dọa tính mạng thì có thể dùng một cái liều thấp hơn tí xíu, và chúng ta điều trị song song đó, chúng ta điều trị nguyên nhân. Ví dụ như trường hợp này, ca này của chúng tôi là nhiễm cùng một lúc nhiều loại ký sinh trùng, thì chúng tôi dùng ngay các thuốc đặc trị những cái loại giun sáng này, thì để giúp bệnh nhân điều trị hiệu quả và kịp thời. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Khi bị tăng bạch cầu ái toan, có thể đây là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang có vấn đề, trong đó có nhiều bệnh nghiêm trọng cần phải được điều trị ngay. Những căn bệnh mà các bạn quan tâm, cần lời khuyên của bác sĩ, các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ thời sự phát thanh a@gmail.com để các bác sĩ chuyên khoa giải đáp. Các bạn thân mến, podcast Chiếc hộp sức khỏe số đầu tiên xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này tuần sau.